Thế giới đang dần dần biến đổi. Biến đổi để thích nghi, biến đổi để phát triển. Bất kỳ một cường quốc, quốc gia nào cũng cần có sự thay đổi về chiến lược, tầm nhìn và nền kinh tế. Sự đổi mới về công nghệ và phát triển tiến bộ trong kỹ thuật sẽ giúp cho sự phát triển của chúng ta trở nên mạnh mẽ và ổn định hơn. Công ty phát triển luôn cần sự đổi mới và linh hoạt. Bất kỳ một công ty nào cũng cần có sự thay đổi về điều đó. Sự thay đổi là tất yếu để tồn tại của bất kỳ một công ty nào trên thế giới này. Chúng tôi đang không ngừng thay đổi. Muốn phát triển là phải thay đổi để trở thành hoàn hảo hơn. Càng phải thay đổi thường xuyên để kiện toàn bộ máy cũng như làm mới tất cả chúng ta để tìm ra một phiên bản tốt nhất e-store. Như sự thay đổi đột phá. Sự phát triển của thế giới cũng là một thử thách đối với e-store trong những chặng đường 7 năm qua. Ban lãnh đạo đã không ngừng kiện toàn bộ máy, dám nghĩ những điều to lớn để kiện toàn cho một sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. E-store 2023-2025 sẵn sàng những nền tảng, những bệ phóng, những sự chuẩn bị tốt nhất để sẵn sàng IPO. Vậy chìa khóa trong 7 năm qua của chúng ta là gì? Bất kỳ một sự thành công nào cũng đều có sự đồng lòng, quyết tâm. Nhưng sâu thẳm trong đó, đó là những chìa khóa then chốt. Và những chìa khóa đó là gì? Get to rich. Dám làm giàu. Một trong những chìa khóa đầu tiên then chốt và quyết định với tất cả chúng ta. Dám phát triển, dám làm giàu, mang lại những điều tuyệt vời và tốt nhất cho gia đình của bạn. Sự phát triển của bạn, phát triển về kinh tế, sẽ là một chìa khóa đầu tiên giúp cho chính bạn và gia đình của bạn. Sự giàu có và thịnh vượng sẽ giúp cho cuộc sống của bạn và gia đình bạn trở nên tốt hơn. Dám nghĩ, dám hành động, dám làm giàu. Các bạn trẻ tại công ty chúng ta đã thấm nhuần được chìa khóa đầu tiên này trong những năm qua. Dám làm giàu, một sự quyết tâm mạnh mẽ đến từ những ekip đứng đầu. Xin chúc mừng. Get to great. Dám nghĩ mình trở nên vĩ đại. Chìa khóa số 2 nhưng lại vô cùng quan trọng. Trong một tập thể, bạn hãy nghĩ mình có thể đứng trước đám đông. Nghĩ mình có thể thống lĩnh phát triển ra một công ty. Dám nghĩ mình trở nên vĩ đại là yếu tố then chốt số 2. Dám nghĩ, dám hành động, dám dẫn đầu. Get to great. Trong những năm vừa qua, chúng ta đã thấy xuất hiện rất nhiều những giám đốc kinh doanh trẻ tuổi tại D-Store. Những ước mơ đó đã khiến cho bạn trưởng thành hơn trong nền tảng của chúng ta. Get to free. Khi chúng ta đã có một cuộc sống tốt, tự do về tài chính, tự do về thời gian, đó chính là những gì chúng ta quyết tâm để làm. Hãy bay cao, phát triển cao hơn nữa cùng với đội nhóm. Chúng ta đã tập trung và dành thời gian cho công việc để đổi lại cho chính mình những cuộc sống đầy mơ ước. Bất kỳ ai trong chúng ta đều muốn đến sự hạnh phúc tự do, tận hưởng những thành quả trong những ngày phút lao động của mình. Hãy nghĩ điều này thực sự đến với bạn, vì chúng tôi biết bạn đã cống hiến phát triển trong 3 năm qua tại đây. Hãy nghĩ những điều tuyệt vời nhất dành cho những người bạn của mình, những người thân nhất của mình, những kết quả xứng đáng để cùng được tưởng thưởng cùng họ. Giấc mơ của sự hạnh phúc, dream to happy. Bất kỳ ai chúng ta đều có những giấc mơ. Giấc mơ mang lại sự hạnh phúc của chính mình. Giấc mơ có một gia đình đầm ấm bên cạnh những người yêu thương. Hãy mơ đi, không ai đánh thuế giấc mơ của bạn. Những giấc mơ đó chính là động lực giúp cho chúng ta lao động hăng say hơn. Những người thân bên cạnh chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Hãy mơ về sự hạnh phúc, nơi mà chúng ta dành cho họ những điều tuyệt vời nhất, ngọt ngào và hạnh phúc nhất. Dream to happy. Tôi không ngừng mơ điều này mỗi ngày. Dream to success. Giấc mơ về một sự thành công. Bạn biết đấy, tất cả cơ hội chúng ta là như nhau, phải xuất phát chúng ta là như nhau, nhưng mỗi người sẽ có một động lực khác nhau để vươn tới sự thành công. Trong cuộc sống, tất cả những vấp ngã, những khó khăn đang đối diện trước mắt chúng ta, nhưng không là gì cả. Là một người dẫn đầu, dám nghĩ mình có thể phát triển, vươn tới những đỉnh cao mới, dám nghĩ tới sự thành công để đóng góp vào sự phát triển chung cùng doanh nghiệp. Và một chìa khóa nữa mà tôi muốn dành tặng cho tất cả các bạn trong ngày hôm nay. Dream to champion. Ước mơ trở thành nhà vô địch. Những ước mơ to lớn cho cuộc sống chúng ta, khao khát vươn tới sự đỉnh cao. Đó chính là chiến thắng, là những nhà vô địch. Sự tự hào của tất cả mọi người dành cho chúng ta. Hãy mơ ước trở thành nhà vô địch ở bất kỳ lĩnh vực nào bạn đang cống hiến. Ước mơ to lớn đấy sẽ là động lực then chốt giúp bạn có thể vượt qua tất cả. Ở bất kỳ một môi trường nào, hãy hướng tới bản thân mình là một nhà vô địch.
Always Dream. Hãy luôn luôn mơ ước. Mơ ước sẽ luôn hiện hữu bên cạnh chúng ta. Hãy giữ những ước mơ của bạn. Những ước mơ to lớn ấy sẽ giúp bạn trở thành có động lực to lớn hơn, phát triển trong thời gian tới. Phía trước chúng ta đó là những thử thách bạn cần phải vượt qua. Những bước nhảy giúp bạn khát khao và vươn lên. Một nhà vô địch là phải dám làm, dám nghĩ. Để vươn tới sự thành công, cần phải có cú nhảy của nhà vô địch. Một bước ngoặt dành cho chính bạn. Xin chúc mừng tất cả chúng ta một bước nhảy hoàn hảo trong chặng đường 7 năm qua. Và đây một chương trình đặc biệt dành cho bước nhảy Distore 2023. Chúng ta hãy cùng đón chào bước nhảy của chính chúng ta. Sau những ước mơ của mình, những điều các bạn dám làm, dám nghĩ, dám ước mơ, thì đây là một phần thưởng xứng đáng. Một bước nhảy đang chờ đợi chúng ta cho năm 2023. Chương trình đặc biệt, phần thưởng xứng đáng dành cho tất cả chúng ta, những nỗ lực của bạn. Chúng tôi tin chắc rằng tại sân khấu này, tại mảnh đất này, nếu như bạn có mặt cùng đội nhóm sẽ là ngọt ngào và tuyệt vời hơn. Biến những ước mơ, biến những sự khát khao của bạn trở thành hiện thực. Ban lãnh đạo công ty cùng những nhân tố xuất sắc nhất, chúng tôi đang chuẩn bị một kế hoạch to lớn dành cho chính các bạn. Những chìa khóa chúng ta đã đi qua, nó sẽ được thể hiện trong chương trình lần này. Một chuyến đi không chỉ là đào tạo, là du lịch. Một chương trình đỉnh cao mà công ty đã xây dựng. Một chuyến đi tại Bangkok, Thái Lan. Amazing World 2023. Một sân khấu lớn đang chờ đón chúng ta có mặt tại nơi đây, cũng như chuyên gia diễn giả hàng đầu trên thế giới và Việt Nam. Bên cạnh những nhà cố vấn chiến lược của Distore, chúng ta sẽ được đắm chìm trong một chuyến đi 5 ngày 4 đêm cùng với ban lãnh đạo. Còn điều gì tuyệt vời hơn nếu bạn có mặt tại nơi đây cùng với những người huynh đệ của mình. Một bước nhảy của 2023. Dream to Champion. Chúng tôi sẽ biến ước mơ của bạn trở thành sự thực. Amazing Girl Distore. Sân khấu Thái Lan đang chờ đón những người xứng đáng. Chúng tôi chờ đón bạn cùng với những món quà tuyệt vời, những chìa khóa thành công vừa rồi tại Bangkok, Thái Lan. Một chương trình đẳng cấp quốc tế, nơi có mặt của tất cả những người tuyệt vời nhất. Dream to happy, dream to success, dream to champion. Hãy luôn luôn nghĩ và mơ ước. Con đường dẫn lối thành công của bạn. Distore.